khi mà thế giới con người bối rối, tai họa vây khắp mọi lối, con nhìn lên Chúa ngượng vọng nơi Chúa, trong đợi giờ Chúa giải cứu thôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, mọi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa săn lòng ban cho con người nơi nương náu lưu cần ngay. Ngài là Chúa quyền năng thay, danh Ngài là thật đúng như vậy. Thế giới cần Ngài ngay lúc này hơn bao giờ hết. Chúa ơi xin thương. Thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Quyền năng